Okay. Tell me about dynamic vacation in Tibet. Okay. Yeah. Okay. You can tell. Yeah. Bình thường thì ở Việt Nam các bé sẽ có kỳ nghỉ hè là 3 tháng và ba mẹ sẽ thường sắp xếp cho các bé đi du lịch khoảng tầm 2 tuần đến 1 tháng tùy theo nhu cầu của từng gia đình, thì các bé sẽ được đi trải nghiệm ở những cái mùa biển hoặc là đi du lịch vòng quanh Việt Nam tùy theo nhu cầu của từng gia đình và cái thời gian của ba mẹ sắp xếp. Thì sau đó thì các bạn sẽ quay trở về và học hè, chương trình học hè ở Việt Nam, bởi vì các bạn cần phải học trước, do khi đi vào một cái lớp sau thì các bé sẽ được học cái chương trình khác và khó hơn chương trình ở Việt Nam khó, cho nên các bạn thường được học hè là học trước chương trình và kết thúc kỳ nghỉ trong 3 tháng thì các bé bắt đầu đi học lại vào tháng 9, cuối tháng 8. Còn ở Hàn Quốc thì như thế nào nữa? Okay. Today we study about vacation in school and then 20 words, 5 sentences, and each conversation. I heard and then in Vietnam and 3 months vacation in Vietnam. But in Korea, the vacation in school is different from Vietnam. And then in Korea, summer vacation for 1 month about, and winter vacation 2 months. Because in Korea we have winter season and very cold, snow or some. It's not easy to go to school in the cold season. So and then the winter vacation is much longer than summer vacation. Winter vacation about 45 or 2 months, and then the summer vacation is 1 month. The summer vacation start is June 20. 22, 23, and then August 20 finished for 1 month. Okay, I see. Now we are studying and hear about vacation. Okay, and the vocabulary is you read it and I'll read it in English. Chúng ta thường sẽ có 20 từ vựng và những cái câu liên quan đến những cái từ vựng về mùa hè. Hôm nay chủ đề của chúng ta là về kỳ nghỉ hè. Và có những câu và sau đó là có những đoạn đối thoại. Ok, thì Okay. bây giờ mình sẽ đọc tiếng Việt, còn anh sẽ đọc tiếng Anh ha. Kỳ nghỉ. Any, okay. Vacation. Trường học. School. Mùa hè. Summer. Bãi biển. Beach. Du lịch. Travel. Nghỉ hè. Summer break. Học sinh. Students. Thầy cô. Teachers. Gia đình. Family. Bạn bè. Thư Friends. giãn. Relax. Khám phá, Explore. bơi lội, Swimming. chơi đùa, Playing. đảo, Island. thời gian, Time. hoạt động, Activity. vui vẻ, Fun. hòa mình, Immerse. kỷ niệm. Memory. Trao đổi. I will read the Vietnamese word and then you read English word. Kỳ Vacation, trung học, school, mùa hè, summer, bãi biển, beach, beach, and during chair, nghỉ hè. summer break.
Okay, coxswain. Students. Tay cổ. Thầy cô. Tay Teachers. cổ, yeah. Gia đình. Family. Bạn bè. Friends. Thư giãn. Relax. Khám phá. Explore. Bơi lội. Swimming. Chơi chùa. Playing. Đào. Island. Tôi dành. Farm. Hoạt động. Activity. Vui vẻ. Fun. Hòa mình. Immerse. Immerse, yeah. Kinh nghiệm. Memory. Okay, we are reading. Let me see, and I'll show. I'll give you one screen. Okay, and then we are reading. Counting bit, and then you read it. I follow you. Ok. Kỳ nghỉ hè này, học sinh và thầy cô sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và vui vẻ. Ý nghĩ hề này. Học sinh và thầy cô sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và vui vẻ. Ok, Gia good. đình tôi Gia dự định đình, đi gia du lịch. đình. Gia. Gia đình tôi dự định đi du lịch tới bãi biển và khám phá những hòn đảo. We'll review English first, and then Ok. you can tell, can you tell the cao mốc boy tiếng Anh? Yeah, I will try this vocation. Student and teachers have more time Yes. for relax and have fun. Yeah, having fun. Okay, good. It means maybe I think Kini ha nay là summer vacation. I think summer break. Summer. Summer break. In the summer break. In Kini. Okay. Okay. Cao Hải. Very good. Yes. Gia đình tôi dự định đi du lịch tới bãi biển và khám phá những hòn đảo xinh đẹp. Gia đình tôi dự chị du lịch tới bãi biển và khám phá những hòn đảo đẹp. Ok, Inia Thiên Ánh là gì? My family going to travel to the beach and explore the Beautiful. beautiful islands. Ok, good. Go back. Mùa hè này là thời điểm tuyệt vời để bơi lội và chơi đùa với bạn bè. Mùa hè là tôi điểm tuyệt vời để bơi lội và chơi đùa với bạn bè. Ok, in tiếng Anh là gì? Mùa hè. This summer, Yes, summer season. Yes, summer season. summer season is Yeah. very nice for swimming Yeah. and playing with friends. Yes, right. Okay, cao bông. Những kỷ niệm về kỳ nghỉ cùng gia đình luôn là điều mà tôi trân trọng. Những kỷ niệm về kỷ niệm xuân. Những kỷ niệm về kỷ niệm những kỷ niệm về kỷ niệm của gia đình luôn là điều mà tôi trân trọng. Ý nghĩa tiếng Anh là gì? Kỷ niệm. Memory. Memories. Obligation, which family are always Always là always điều mà tôi always cherish điều mà là gì?
trân trọng. Nhưng mà là something I cherish means cherish means I keep in my mind. Yeah. Always something I cherish. Luôn là giờ dư mà tôi dư mà trân trọng Always I cherish. my mind cherish in memory my mind cherish dư mà tôi trân trọng. Trân trọng. What do you mean trân trọng? It means Cherish repeat. keeping memory. We always Ah, cherish all remember. remember. Trân Always remember the good memory. trọng. Okay. Tôi trân trọng. Okay. Okay. We always spend time Mm. because it's a family and we always spend time for Okay. them. Okay. Câu năm. Câu năm, hoạt động du lịch mùa hè này giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều mới mẻ. Okay. Hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều mới mẻ. Okay. Inia, thank you. Summer travel Activity. activities help us Immerse immerse hòa mình and we do. Yeah. Thiên nhiên là nature. immerse We do. in nature Yeah, nature. Thiên nhiên. and And explore. discover new things. New logic. New mới, Mỗi new is mean mới, new. Yeah. thing, new thing, New thing. new New thing, new những things. điều mới mẻ, new things. Okay. Discover new things. New things. Discover or explore. New things. Okay. Now, you read it. Thiên bếp, cao thiên bếp. I'll follow you. Kỳ nghỉ hè này, học sinh và thầy cô sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và vui vẻ. Kỳ nghỉ hè này, học sinh và thầy cô sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và vui vẻ. Câu hai. Gia đình tôi dự định đi du lịch tới bãi biển và khám phá những hòn đảo đẹp. Gia đình tôi dự định đi du lịch tới bãi biển và khám phá những hòn đảo đẹp. Câu ba. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để bơi lội và chơi đùa với bạn bè. Mùa hè là thời điểm tốt vui để vui lội và chơi đùa vui vắng vẻ. Cảm ơn. Những kỷ niệm về kỳ nghỉ cùng gia đình luôn là điều mà tôi trân trọng. Những kỷ niệm về kỷ niệm của gia đình luôn là điều mà tôi trân trọng. Cảm ơn. Hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều mới mẻ. Hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều mới mẻ. Okay. Now and then I'll read the English. Okay, you read it and we'll review about translated English into Vietnamese. This summer vacation, students and teachers will have plenty of time to relax and have fun. You lead it. The summer vacation, students and teachers will have plenty of time to relax and have fun. Okay. Ni 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 ha. Ki ni ha. This Nay.
Nihanai, Foxin và teachers là gì? Không, thầy cô, teachers, Thầy cô, thầy thầy cô, cô. thầy cô, C, thời gian, new thời gian, để chia, Sẽ có nhiều nhiều thời gian. thời gian, có nhiều thời gian để lịch là Relax, thư thư giãn và giãn. tôi vui chơi Và vui vẻ. à vui vẻ à và vui vẻ ok à câu hai my family plans to travel to the beach and explore beautiful islands. My family plans to travel to the beach and explore beautiful Gia đình tôi đi du lịch Plan, plan. bãi biển Gia đình tôi plan dự định. khám phá hòn đảo đẹp Gia đình tôi dự định du lịch đi đi du du lịch bãi lịch biển và bãi biển khám phá và những khám hòn phá đảo. hòn đảo đẹp. Okay, Cao Bảo. Summer is a great time for swimming and playing with friends. Summer is a great time for swimming and playing Okay. with Mùa friends. hè là tuyệt vời. And then, tuy chân, đêm, tuy tuyệt vời, rồi bơi lội và chơi với bơi bạn bè. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để bơi lội, for swimming và and playing, vui chơi Vui with chứ friends, vui à chơi với bạn bơi bè. bạn bè ok With với ok friends, bạn bơi bạn bè ok cao bấm. Memories of vacation with the family are always something I cherish. memory. Vacations with family are always something I cherish. Kỷ niệm ni ni vacation là gì? Ni Kỷ niệm về kỳ nghỉ. kỷ Kỳ niệm nghỉ. kỷ niệm Kỷ vacation niệm về kỳ nghỉ. về kỷ niệm về kỷ niệm với gia đình là luôn luôn về tôi trân trọng Luôn là điều, yêu luôn 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 là điều mà luôn tôi không có luôn là yes always luôn là là something điều. và điều dù nhà cho điều tôi Trân trọng, yes. trân trọng yeah câu năm summer travel activities help us immerse ourselves in nature and discover new things. Activities help us immerse ourselves in nature and discover new things. Hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta immerse là gì? Thiên nhiên. Thiên I hạ. mean, hòa mình vào thiên À, nhiên. hòa mình vào and tu thiên. Tu thiên. Nature Hòa and mình vào. khám phá đây môi mẹ new môi mẹ new thing new môi mẹ Khám phá, discover is mean the same explore new explore things. khám phá
Ok. Hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên Thiên và nhiên. khám phá những điều mới mẻ. Ok. Ok. I'll lead the English, you follow me. This summer vacation, students and teachers will have plenty of time to relax and have fun. The summer vacation students and teachers will have plenty of time to relax and have fun. My family plans to travel to the beach and explore beautiful islands. My family plans to travel to the beach and explore beautiful islands. Summer is a great time for swimming and playing with friends. Summer is a good time for swimming and playing with friends. Memories of vacations with family are always something I cherish. Memories of vacations with family are always something I cherish. Summer travel activities help us immerse ourselves in nature and discover new things. Summer travel activities help us immerse ourselves in nature and discover new things. Okay, time to say in English. Okay, your turn. Say to English. Nói tiếng Anh. Okay. This summer vacation, students and teachers have a lot of time for relax and have fun. Okay. Go hi. My family going to beach and explore beautiful islands. So ba, this summer is a great time for swimming and playing with friends. Go bone, memory of vacation with my family are always something I cherish. Câu năm, hoạt động du lịch mùa hè. This summer travel activities help us immerse ourselves in nature and discover new things. Okay, it's my turn. Okay, not easy. I'll try. But we need to try, we learn. He ni phải he ni hà nay Yes. học sinh và tôi có sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và vui vẻ. Okay, good. Câu hai, gia đình tôi đi du lịch tôi về biển và khám phá hòn đảo đẹp. Những hòn đảo xinh đẹp. Ok, câu ba, mùa hè là du giãn để bơi lội và chơi đua bơi bắn bì. Ok. Là thời gian tuyệt vời. Một kỷ niệm của kỳ ni 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 hè ni 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 kỳ ni kỳ À, vui kỷ niệm của mùa hè. à có mùi hả mùi 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 hè. Kỷ niệm mùi hè vacation kỷ niệm và gia đình
Loan loan you you do Dima tôi chan chung những you kỷ do niệm, you mẹ tôi chan chung những kỷ niệm về kỳ nghỉ cùng gia đình là điều mà tôi luôn trân trọng. là điều mà tôi chan chung điều mà Ok. chào năm à, hoạt động du lịch mùa hè giúp chúng ta mùi học immerse hai phần Hòa mình. hòa Mình vân tôi hòa vân thiên nhiên trong thiên nhiên và khám phá dê môi mẹ dư môi mẹ khám phá những điều mới mẻ. khám phá trong thiên nhiên môi mẹ ok conversation hey are you excited about the school vacation? Yes, I can wait. Okay, let me see. I make it to the space of sentence, make it and then short out and to lead it comfortable with the single. Okay, then it will be easy to read it. Okay. Hey, are you excited about the school vacation? Yes, I can wait. Do you have any plans? My family is going to the beach for a week. How about you? That sounds fun. I'm going to visit my grandparents in the countryside. Nice. What do you do there? We usually go fishing and have a picnic by the river. It's very relaxing. That sounds awesome. Have a great time. Thanks, you too. Okay, nine. Bangkok, Hao Phun, Bikini, Hong Kong. Có chứ. Mình không thể chờ đợi được. Bạn có kế hoạch gì không? Gia đình mình sẽ đi biển một chuyến. Con bắt thì sao? Nghe vui quá. Mình sẽ về quê thăm ông bà. Tuyệt vời. Bạn sẽ làm gì ở đó? Chúng mình thường đi câu cá và picnic bên bên sông. Rất thư giãn. À, nét thua thích. Chúc bạn có thời gian vui vẻ nhé. Cảm ơn bạn cũng vậy nhé. Review English first. 4 minutes left, so maybe a little short time, short learn out of time. And then, right, hey, the bank về kini hok là school vacation, right? Kini Nghĩ họ hok. Yeah, school vacation about Bangkok. Hào hứng là gì? Hào hứng, what means hào? hứng is mean I Excited? think excited. Ah, excited. Do you have any exciting some about Kini hok, the school vacation? Told you. School vacation or school break. What do you mean, coach? You? Có chứ. Of course. Of course, Yes. coach. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Mình I'm không excited. thể tôi được. I cannot wait. Yeah. Oh, so I expect. I'm looking forward to the vacation. So mình không thể cho tôi được. How about you? Bangkok hoặc kỳ không? Do you have any plans Like, out? yes. Yeah, I didn't mean my family will go the beachside for 1 week. Công bằng thì sao? How about you? Nhà vui My quá. family going to the beach for a week. Yeah, How for a about week. you? Yeah. Nhà vui quá. So great. Sounds good. And then mình sẽ về quê tám ông bà
Grand grandparents, ông bác. going to visit my grandparents. Grandparents' house. Good day, great. And the bạn sẽ làm gì ở đó? What will you do there? Yes, what do you mean? And chúng mình chúng chúng đi cầu cả ông bà picnic ở bên sông cho tôi dẫn. Chúng chúng mình là we. Yes, Chúng mình. we. We are usually chúng usually go for fishing and then picnic near river, next river, and then great time to jala relax, very good relax. Very relaxing. Okay. Nghe tuyệt thật. It sounds good, great. Sounds Wish you have good time. You enjoy time. You have enjoy. thank you, same to you. Yeah, Thank you, I come to you to enjoy. Come on, thank you, Ben Kung, by name. You too. You you too. also, by name. You too. Yeah, the same. Yeah. Same, okay. And then, maybe 1 minute left or so, and then we finish here, and then weekend I'm busy, so next week Monday we can start, okay? Okay. Yeah, so and then during the weekend I have some customers, so and then club members, do we do this water activities? Patung bien. Patung Okay, bien. Okay. Hope I'll you, wait vacation. okay. Hope you to see next week. Champion. Yes. Okay, bye bye. Thank Yeah, you for thank you your very time. much. Yes. See you next week. Okay, yeah. Have a good Bye bye. yeah, bye bye.